Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 18 tháng 7 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Quảng Bình tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 12. Bộ đội biên phòng Quảng Bình tích cực kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão số 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp, nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 18 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức hội nghị toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho đội ngũ cán bộ cột cán của tỉnh tại hội trường tỉnh ủy và toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh thông qua chương trình truyền hình trực tiếp liên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị trực tiếp tại hội trường tỉnh ủy có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 5 năm 2018 tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã họp hội nghị lần thứ 7 để ban thảo luận cho ý kiến về những vấn đề hết sức quan trọng của đất nước nhằm tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội 12 của Đảng. Trên cơ sở đánh giá sâu sắc tình hình thực tiễn, phân tích thảo luận những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao và quyết định ban hành 3 nghị quyết quan trọng, gồm nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cả cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết số 27 ngày 21 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết số 28 ngày 23 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các nghị quyết mà hội nghị Trung ương 7 khóa 12 đã thông qua là những vấn đề hệ trọng có tính chiến lược, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt tốt đẹp của chế độ ta, được xã hội đặc biệt quan tâm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị phát huy cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tiếp thu, nghiên cứu để nắm vững những nội dung cơ bản, những vấn đề trọng tâm cốt lõi của nghị quyết. Sau hội nghị học tập, quán triệt, mỗi đồng chí phải tự liên hệ với thực tiễn, tình hình ở địa phương, đơn vị mình và trách nhiệm của cá nhân để việc thu hoạch, thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết. Tiếp đó, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày nội dung nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cả cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày nội dung nghị quyết số 27 ngày 21 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, và nghị quyết số 28 ngày 23 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Cùng thời điểm với việc học tập tại hội trường, có 13 trên 13 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, 623 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức cho cán bộ đảng viên học tập, quán triệt nghị quyết thông qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, với 66.347 đảng viên tham gia học tập, đạt tỷ lệ 98,3%. Sau đây là phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình về không khí học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 tại các đảng bộ, chi bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn tỉnh, công tác tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 12 của Đảng được chuẩn bị chu đáo và nghiêm túc. Các đảng bộ, chi bộ đã bố trí hợp lý, khoa học công tác chuyên môn, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập đầy đủ. Thông qua việc học tập, quán triệt đã giúp cho đội ngũ cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, nội dung của nghị quyết, từ đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện có hiệu quả và sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việc học tập nghị quyết trực tuyến như thế này thì tôi nghĩ là rất là tiết kiệm về thời gian cho cán bộ đảng viên cả cấp, có thể là cùng một lúc được học tập và lắng nghe
những cái chia sẻ về nghị quyết. Thì mỗi lần sinh hoạt nghị quyết thì nhất là qua sóng truyền hình, tôi thấy đem việc làm hết sức tốt và rất tốt. Không những đảng viên chúng ta là nhận thức được mà toàn bộ quần chúng nhân dân cũng lắng nghe để thấu hiểu được nghị quyết và nghị quyết đó thực tế đi vào cuộc sống. Đảng bộ tổng công ty sông Danh thì có 9 chi bộ trực thuộc. Trong đó tại Quảng Bình thì có 4 chi bộ, còn 5 chi bộ thì đóng ở các cái tỉnh thành trong cả nước. Thì sau khi có cái kế hoạch về của ban thường vụ đảng bộ khối về triển khai học tập cái nghị quyết trung ương 7 khóa 12 thì đảng bộ tổng công ty cũng có cái thông báo quán triệt đối với các chi bộ để tham gia học tập cho đầy đủ. Các cái chi bộ ở các mà tham gia học ở các tỉnh như ở Bắc Ninh, như ở Bình Dương, như ở Gia Lai, Đắk Lắk và Đồng Nai thì đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ thông qua cái hệ thống trực tuyến của tổng công ty kết nối với hệ thống đài phát thanh truyền hình Quảng Bình. Mặc dù là cái tháng nghỉ hè nhưng với cái tinh thần là quán triệt sâu sắc các chủ trương đường lối của đảng, đặc biệt là ba cái nghị quyết 26, 27, 28 hội nghị trung ương 7 khóa 12 có tầm quan trọng vừa cấp bách vừa lâu dài, đặc biệt là trong tình hình nhà trường, trong cái kế hoạch triển khai năm học mới. Thông qua phần trình bày của giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương về nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là 2 trọng tâm, 5 đột phá. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng đặt nhiều kỳ vọng về việc đổi mới trong công tác cán bộ hiện nay. Cái nghị quyết lần này là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với mỗi cán bộ lực lượng vũ trang nói chung, trong đó lực lượng có công an, là về quan tâm đến vấn đề là điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ một cách hợp lý. Như trong lực lượng như có chỉ huy các cấp, trong chỉ huy công an huyện, chỉ huy cấp đội, tham mưu sẽ đề xuất cái việc đó. Thứ hai là công tác tiền lương là đảm bảo cho cán bộ nhân sĩ có đủ cái khả năng là tiếp cận được là ban lý luận trung ương truyền đạt nghị quyết 26 của đảng, thì đây là việc làm hết sức có ý nghĩa trong công tác xây dựng cán bộ, hiểu cán bộ, biết được cái điểm mạnh điểm yếu của cán bộ để đảng bộ cơ sở xây dựng một nghị quyết tốt hơn về xây dựng công tác cán bộ trong tương lai và trong tình hình mới hiện nay. Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp. Nghị quyết số 27 ban cho trung đảng về cải cách tiền lương đối với cán bộ công chức, đây là vấn đề quan trọng đối với cán bộ công chức cơ sở, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay để phù hợp với điều kiện kinh tế của cán bộ, bởi vì trong thời gian qua thì đối với lương cán bộ công chức thì chưa phù hợp với điều kiện sinh sống, nhất là đối với cán bộ công chức ở cấp xã, đặc biệt là cán bộ bán chuyên trách. Theo báo cáo từ Ban tuyên giáo tỉnh ủy, tỷ lệ đảng viên trong toàn tỉnh học tập quán triệt đạt 98,3%. Điều này cho thấy các đảng viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tiếp thu, nghiên cứu những nội dung cơ bản của nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 của Đảng. Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức học trực tuyến thông qua cái việc truyền đạt của các giáo sư tiến sĩ. Chúng tôi thấy là đây là một cái việc làm hết sức tích cực, tạo điều kiện cho đảng viên dễ tiếp thu, đồng thời tăng lên cái tính hấp dẫn trong cái việc tổ chức truyền đạt, từ đó nâng cao nhận thức cho đảng viên. Và thực tiễn thì qua nhiều lần tổ chức, chúng tôi thấy là đây là một trong những cái việc mà đã làm cho đảng viên rất hào hứng trong việc tham gia học tập nghị quyết. Sau hội nghị học tập thì đảng ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo là tuyên truyền phổ biến đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn xã, đồng thời xây dựng chương trình hành động một cách cụ thể thiết thực nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Buổi học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết Trung ương 7 của Đảng thì các đồng chí đảng viên trong chi bộ sẽ viết bản thu hoạch và gửi về cho Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Bình, đồng thời sẽ tuyên truyền các nội dung của nghị quyết cho các đồng chí công nhân trong đơn vị để cùng triển khai thực hiện. Đảng viên mà không tham gia trong buổi tuyên truyền trực tiếp này thì theo tinh thần của Đảng ủy khối thì Đảng ủy xây dựng sẽ lập cái danh sách để gửi đến đảng bộ khối để đăng ký tham gia lần sau và được đảng do đảng ủy khối tổ chức.
Mong rằng trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tiếp tục tổ chức cái việc học tập quán triệt các nghị quyết trung ương qua sóng đài và tăng truyền hình Quảng Bình để chúng tôi được tiếp thu và triển khai tổ chức thực hiện ở địa phương một cách đồng bộ và thống nhất. Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Kết thúc hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phát biểu bế mạc hội nghị. Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu quan trọng này. Kính thưa các đồng chí tham dự hội nghị, thưa toàn thể đồng bào, đồng chí trong tỉnh. Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội nghị đã được nghe giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày một cách có hệ thống 3 nghị quyết chuyên đề về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Qua đó đã giúp cho các đại biểu, toàn thể hội nghị và cán bộ đảng viên trong toàn tỉnh hiểu sâu sắc thêm về nội dung của các nghị quyết. Các đồng chí tham dự hội nghị đã tập trung lắng nghe, tiếp thu, nắm vững những vấn đề cơ bản, cốt lõi của nghị quyết. Trên cơ sở đó để lãnh đạo, chỉ đạo và vận dụng vào quá trình tổ chức thực hiện ở cơ quan, địa phương, đơn vị mình sau này. Trên cơ sở tổng hợp của ban tổ chức hội nghị cùng với thời điểm học tập tại hội trường hôm nay, có 13 trên 13 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, 623 trên 623 tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh với 1.498 điểm đã tổ chức cho cán bộ đảng viên học tập quán triệt nghị quyết thông qua truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh truyền hình của tỉnh, với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập toàn tỉnh đạt cao. Bình quân toàn tỉnh đạt tỷ lệ 98,3%, nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ cao 99,1% như đảng bộ huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, quân sự, biên phòng, đảng bộ khối cơ quan tỉnh, đảng bộ huyện Lệ Thủy. Qua học tập quán triệt nghị quyết, hội nghị của chúng ta đã thể hiện sự thống nhất cao với những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết mà Trung ương 7 khóa 12 đã ban hành. Đồng thời khẳng định rằng Ban Chấp hành Trung ương đã đánh giá, nhận định mang tầm chiến lược và rất sâu sắc, xác định các nhiệm vụ giải pháp hết sức cơ bản và cơ sở để vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết nhằm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận những thành tựu và quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đặc biệt là đã xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Các nghị quyết đã được Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 thông qua là kết tinh chủ đề, là ý chí, nguyện vọng và trách nhiệm của Đảng và của nhân dân, là những vấn đề hết sức quan trọng, có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước, được xã hội đặc biệt quan tâm và kỳ vọng. Đây là những vấn đề hết sức cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội 12 của Đảng đã đề ra. Việc tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết hội nghị trung ương lần này sẽ góp phần quan trọng đưa nghị quyết Đại hội 12 của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng sau hội nghị này, mỗi một cán bộ đảng viên của Đảng bộ tỉnh sẽ phát huy tốt trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực đấu tranh ngăn chặn với các luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng và nhà nước ta, đồng thời có những giải pháp phù hợp, quyết định đúng đắn hơn, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Trung 7 khóa 12 đã đề ra. Thưa đồng bào, đồng chí, để tiếp tục tổ chức tốt việc học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Trung 7 khóa 12 đạt chất lượng, hiệu quả cao, tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất, việc học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Trung 7 khóa 12 không chỉ dừng lại tại hội nghị hôm nay, do đó cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp, các ngành cần phải tiếp tục nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết trung ương,
từ đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập nghị quyết trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những nội dung cốt lõi trọng tâm của nghị quyết. Đồng thời phải chú trọng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động trong từng đảng bộ, chi bộ, từng cơ quan đơn vị và trong toàn xã hội. Các cấp, các ngành, các địa phương đơn vị phải bám sát nghị quyết của Trung ương và các chương trình hành động kế hoạch của tỉnh để triển khai thực hiện một cách sáng tạo, có hiệu quả. Từ đó đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Thứ hai là về xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương khóa 12. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất phân công như sau: một là Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trên cơ sở mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết Trung ương khóa 12 và căn cứ vào tình hình thực tiễn, tình hình của tỉnh để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng hai chương trình hành động, gồm chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 27 ngày 21 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 28 ngày 23 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cần phải chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Yêu cầu các cơ quan được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công nhiệm vụ nói trên khẩn trương tham mưu xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Trung ương khóa 12 và hoàn thành trước 30 tháng 8 năm 2018 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, quyết định ban hành và thực hiện thống nhất trong toàn đảng bộ tỉnh. Hai là các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết Trung ương khóa 12, các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực hiện của từng địa phương, từng ngành, cần phải xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết ở cấp mình, bảo đảm sự phù hợp và có tính khả thi cao. Ba là đối với cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cần phải phát huy tối đa trí tuệ tập thể, trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Trung ương khóa 12 của cấp ủy và xây dựng kế hoạch hành động cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời phải coi trọng lộ trình, các biện pháp đảm bảo từ khâu xây dựng, thảo luận, quán triệt, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình hành động và kế hoạch thực hiện nghị quyết là nhiệm vụ hàng đầu và thường xuyên của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị và của cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Thứ ba là về việc thu hoạch cá nhân. Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tất cả các đồng chí cán bộ đảng viên tham gia các lớp học tập quán triệt nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải việc thu hoạch cá nhân, trừ các đồng chí đảng nghỉ hưu, không đủ sức khỏe lao động, tuổi cao sức yếu, miễn sinh hoạt đảng. Chính vì vậy, sau hội nghị này, đề nghị các đồng chí nêu cao trách nhiệm để việc thu hoạch cá nhân theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tổ chức hội nghị, thể hiện rõ nhận thức của cá nhân khi được học tập quán triệt nghị quyết, tập trung vào những nội dung thực trạng, thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp mà Trung ương đã nêu trong các nghị quyết, đặc biệt là đề xuất kiến nghị những biện pháp, giải pháp và trách nhiệm cụ thể của cá nhân để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết ở ngành, địa phương, đơn vị mình, tránh tình trạng làm qua loa, chiếu lệ, đối phó, hình thức. Vấn đề thứ tư là việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương khóa 12 phải đồng thời với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phải gắn bó chặt chẽ với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa 12, trọng tâm là nghị quyết số 18, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Không phải vì tập trung triển khai học tập quán triệt các nghị quyết Trung ương mà để sao nhãng, trì trệ các nhiệm vụ khác. Cấp ủy các cấp cần phải phân công, sắp xếp bố trí thời gian hợp lý cho từng công việc, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả. Cần phải làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ đảng viên,
công chức viên chức và người lao động trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết với yêu cầu thống nhất về ý chí và hành động trong toàn đảng bộ và tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Thứ năm là về phổ biến tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Các cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo việc tuyên truyền phổ biến sâu rộng các nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 bằng nhiều hình thức phù hợp, đồng thời chỉ đạo mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức quần chúng có các hình thức phù hợp để tuyên truyền phổ biến nghị quyết, kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, phản bác những quan điểm sai trái, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc chống phá, chia rẽ nội bộ. Việc tuyên truyền phổ biến nghị quyết của Đảng không chỉ dừng lại ở nhận thức mà phải gắn với việc phát động sâu rộng các phong trào hành động cách mạng trong cả hệ thống chính trị, trong các tầng lớp nhân dân và trong toàn xã hội. Ban tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh có kế hoạch tăng thời lượng phát sóng, đăng tải tin bài để tuyên truyền phổ biến rộng rãi nghị quyết Trung ương 7 khóa 12, phát huy những cách làm hay, cách làm sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết. Đồng thời phải chủ trì phối hợp với các ban và văn phòng tỉnh ủy, giúp ban thường vụ tỉnh ủy kiểm tra theo dõi, tổng hợp kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, báo cáo cho ban thường vụ tỉnh ủy. Thưa đồng bào, đồng chí, hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 diễn ra trong thời điểm tỉnh ta đang khẩn trương thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Vừa qua, ban thường vụ tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành các kỳ họp đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, ghi nhận biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm rất lớn của Đảng bộ, của chính quyền, của quân và nhân dân trong tỉnh, phân tích những khó khăn hạn chế, đồng thời quyết định nhiều vấn đề hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của tỉnh cả trước mắt và lâu dài. Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 12, vấn đề mấu chốt có tính chất quyết định đó là mỗi cấp ủy, chính quyền, các cấp các ngành, mỗi cán bộ đảng viên chúng ta cần phải xác định rõ nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải tập trung cao độ để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, nhất là đối với những lĩnh vực trọng tâm trọng điểm, những chỉ tiêu đạt còn thấp. Để phát huy khí thế tiến công ấy, ban thường vụ tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cấp các ngành cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đã đề ra một cách quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, với quyết tâm cao hơn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt, cụ thể hơn nữa, giải quyết có hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự điều hành của chính quyền các cấp. Nhân kết thúc hội nghị, thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy, tôi xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã quan tâm dành thời gian về Quảng Bình để giới thiệu nghị quyết cho đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh. Xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và luôn quan tâm đến tỉnh Quảng Bình của chúng tôi. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và tất cả các đồng chí đã về dự hội nghị. Cảm ơn Đài Phát thanh Truyền hình của tỉnh đã tích cực phối hợp với ban tổ chức hội nghị để truyền hình trực tiếp chương trình học tập, quán triệt nghị quyết trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình của tỉnh đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh. Đến đây, tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị. Chúc các đồng chí, chúc đồng bào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin nhanh về cơn bão số 3, cơn bão Sơn Tinh. Vị trí hiện tại hồi 16 giờ ngày 18 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ vĩ bắc, 107,5 độ kinh đông, cách đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình khoảng 170 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km/h, giật cấp 11. Dự báo từ 3 đến 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 25 đến 30 km, hướng đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Bão số 3 sẽ gây gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 tại các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi tin cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tỉnh Quảng Bình. 24 giờ qua, từ 13 giờ ngày 17 tháng 7 đến 13 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2018, ở Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi cao hơn như Tuyên Hóa 58mm. Hiện nay lũ trên sông Danh đang tiếp tục xuống chậm. Mực nước lúc 13 giờ ngày 18 tháng 7 tại Mai Hóa là 1m08, dưới mức báo động 1 là 1m92. Cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía nam của bão số 3, từ đêm nay 18 tháng 7 đến sáng mai 19 tháng 7, tỉnh Quảng Bình có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to đến rất to.
trong 24 giờ tới, lũ trên các sông ở Quảng Bình có khả năng lên trở lại, mực nước đỉnh lũ ở mức báo động 1 đến báo động 2, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi, trên các sông suối nhỏ, đặc biệt là các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi công điện số 43 CD-VPTT lúc 7 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7 năm 2018. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh điền Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các sở, ngành, đơn vị. Theo tin của Đài khí tượng Thủy văn Quảng Bình, hồi 4 giờ ngày 18 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh khoảng 470 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 đến 30 km. Khoảng chiều tối ngày 18 tháng 7, vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh. Sau đó, bão sẽ đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Để chủ động đối phó với diễn biến của bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã, các sở ngành chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Thực hiện nghiêm túc các công điện số 10 CDTU và 11 CDTU của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 2. Theo dõi, kiểm điểm tàu thuyền, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm. Nghiêm cấm việc ra khơi của tàu thuyền, giữ liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện của tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. 3. Thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động triển khai các phương án ứng phó, nhất là các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp để đảm bảo an toàn về người, tài sản và phương tiện. 4. Triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn hồ chứa nước, các công trình đang thi công. 5. Duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Hết nội dung công điện. Ngay trong ngày 18 tháng 7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình giữ thông tin liên lạc với các chủ tàu để thông báo diễn biến thời tiết và kêu gọi tìm nơi tránh trú an toàn. Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, đến 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7, còn 331 phương tiện trên 2.981 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó 197 tàu trên 846 lao động ở khu vực ngoài khơi biển Quảng Bình, Đà Nẵng, 12 tàu trên 72 lao động đang hoạt động ven bờ biển ở phía nam đảo Cồn Cỏ, 212 tàu trên 1.903 lao động đang hoạt động vùng lồng Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, 10 tàu trên 60 lao động đang đánh bắt ở khu vực biển Vũng Tàu. Có 3.944 tàu trên 15.652 lao động đang neo đậu tại bờ, trong đó 63 tàu trên 452 lao động neo đậu ở khu vực biển tỉnh Quảng Ninh, 3.873 tàu trên 15.112 lao động đã neo đậu tại cửa sông, cửa lạch của tỉnh. Tàu cá QB98886TS của ông Nguyễn Văn Sơn ở tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, trú tại đảo Hải Nam, Trung Quốc. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải. Thuế thu nhập doanh nghiệp, nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước. Sáng nay ngày 18 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm trưởng đoàn về dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan. Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam có tổng chiều dài toàn tuyến là 1.545 km với số lượng ga trên tuyến là 23 ga đi qua 20 tỉnh, thành phố và kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội ở cả ba miền đất nước. Khi hoàn thiện toàn tuyến sẽ kết nối Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến chiều dài tuyến qua địa phận tỉnh Quảng Bình là 121,8, tiếp tục hoàn thiện dự thảo phương án. Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam,
đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đồng ý với những đề xuất của tỉnh Quảng Bình đối với dự án và đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ban ngành để điều chỉnh các phương án của dự án. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị địa phương lưu ý việc quy hoạch đường sắt cao tốc trục Bắc Nam trong quy hoạch chi tiết chung của tỉnh để có tầm nhìn lâu dài trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cũng trong sáng nay, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh. Năm 2018, nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, thị trường tài chính chứng khoán khởi sắc, xuất khẩu tăng mạnh, thu hút và giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khả quan, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, khu vực dịch vụ tăng trưởng khá, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, dưới sự chỉ đạo sát sao kịp thời của Chính phủ, cùng với sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước, nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 đã đạt được những kết quả tích cực. Tính đến hết tháng 6, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 651,7 nghìn tỷ đồng, tăng 49,4% dự toán, tăng gần 14,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu nội địa đạt 47,6% dự toán, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2017. Thu từ xuất nhập khẩu đạt 54,9% dự toán, tăng 6,9%. Về tổng chi ngân sách nhà nước, đến hết tháng 6, tổng chi ước đạt 649,2 nghìn tỷ đồng, bằng 42,6% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành tài chính cả nước đã chủ động đề xuất tập trung phấn đấu thực hiện đầy đủ và đồng bộ các giải pháp tài chính ngân sách nhà nước mà Quốc hội, Chính phủ đã đề ra. Công tác cải cách hành chính đẩy mạnh môi trường kinh doanh được chú trọng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm 2018. Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức thu chi ngân sách năm 2018, đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo đề án được duyệt, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018. Tiếp tục quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chủ động hợp tác, hội nhập tài chính quốc tế. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021. Thưa quý vị và các bạn, là khoản thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh và cả khoản thu nhập khác của doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Việc cải cách hoàn thiện chính sách thuế nói chung, chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển kinh tế, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Tại Quảng Bình, mỗi năm có hàng trăm doanh nghiệp được thành lập mới với quy mô khác nhau và hoạt động trên nhiều lĩnh vực ngành nghề. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có hơn 7.000 doanh nghiệp, đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn gần 3.500 tỷ đồng, đạt 113,8% dự toán giao, tăng 14% so với cùng kỳ. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp gần 67 tỷ đồng. Trong thời gian tới, để mà tiếp tục hoàn thành tốt cái nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thì công ty là phải tiếp tục đầu tư, đổi mới và xây dựng doanh nghiệp tiên tiến hiện đại, hội nhập kinh tế quốc tế, có bước phát triển đột phá về khoa học công nghệ, tạo nên những cái sản phẩm có chất lượng tốt, cạnh tranh cao, giá thành là hợp lý. Nhằm tạo môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển nền kinh tế. Nhiều năm qua, các chính sách liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp liên tục được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng để doanh nghiệp tăng tích tụ tập trung vốn, khuyến khích đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, thu hút thêm nhiều nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa. Để mà nó tăng doanh thu, mà đặc biệt là để đạt được là nhiều
cái chỉ tiêu ấy, thì chúng tôi là phải thành lập thêm một cái phòng, gọi là cái phòng công trình, luôn luôn đi tìm kiếm công ăn việc làm ngoài công ích. Trước nhiều ý kiến đề xuất của cả doanh nghiệp liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, ngành thuế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung luật thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm mục tiêu hỗ trợ và tạo điều kiện cho cả doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh và đồng bộ với quy định của pháp luật liên quan. Đối với ngành thuế Quảng Bình thì sau khi mà thực hiện cái luật thuế thu nhập doanh nghiệp trước đây cũng như sẽ dự kiến sửa đổi thì cục thuế sẽ triển khai tất cả các cái nhiệm vụ và giải pháp để là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trên địa bàn là thực hiện cái đầu tư, rồi mở rộng đầu tư và sản xuất kinh doanh. Hy vọng với những nỗ lực, giải pháp mà ngành thuế đang tích cực triển khai, các doanh nghiệp trên địa bàn sẽ có những điều kiện, môi trường tốt nhất để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, lợi nhuận, cùng với ngành thuế hoàn thành nghĩa vụ thu ngân sách nhà nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao.